Ai mới là người thực sự xây dựng đền Angkor Wat? Chào mừng các bạn đến với Atlantic. Đền Angkor Wat là biểu tượng của đất nước chùa tháp. Nhiều người tin rằng nó được xây dựng bởi đế quốc Khmer vào trong thế kỷ thứ 12, nhưng thực sự rất có thể không phải như vậy. Nếu những người Ai Cập rất tự hào về các kim tự tháp Ai Cập trên cao nguyên Giza thì những người dân Campuchia cũng tự hào không kém vì quần thể di tích Angkor, trong đó có đền Angkor Wat. Thậm chí đây còn được coi là biểu tượng của Campuchia và được in hình trên lá cờ của nước này. Hiện nay, người ta cho rằng quần thể Angkor Wat do những người Khmer bắt đầu xây dựng từ đầu thế kỷ 13. Tuy nhiên, nếu xem xét cẩn thận, ta nhận thấy rằng nhận định này là không phù hợp. Đền Angkor Wat, khu tổng hợp những công trình vĩ đại. Angkor, quần thể di tích của Campuchia ở Tây Bắc Biển Hồ, thuộc tỉnh Siem Reap, được UNESCO ghi nhận là quần thể di tích tôn giáo lớn nhất thế giới với hơn 10.000 ngôi đền với quy mô khác nhau. Angkor bao gồm hai cụm quần thể cách nhau 1,7 km là Angkor Wat và Angkor Thom. Angkor Wat là một cụm các công trình tôn giáo cực lớn với diện tích lên đến 162,6 hectare, tức là 1.626 triệu mét vuông. Còn Angkor Thom là di tích thủ đô lâu đời và lớn nhất của đế chế Khmer với diện tích lên đến 9 km vuông. Angkor gồm hai cụm quần thể đó là Angkor Wat và Angkor Thom cách nhau 1,7 km. Theo nghĩa hiện đại, Angkor Wat nghĩa là thành phố của những ngôi đền. Tổ hợp kiến trúc này chủ yếu được xây dựng từ đá sa thạch, là sự kết hợp của hai nét cơ bản của kiến trúc Khmer. Kiến trúc đền núi cùng với những dãy hành lang dài và nhỏ hẹp. Angkor Wat nằm phía trong một con kênh và lớp tường bao quanh dài 3,6 km. Khu chính điện có 3 tầng với kiến trúc hình chữ nhật kết nối với nhau bởi những dãy hành lang sâu thẳm. Đền Angkor Wat được ngưỡng mộ bởi vẻ hùng vĩ và hài hòa của kiến trúc, sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc và một số lượng các vị thần được trang hoàng trên những bức tường đá. Tháp trung tâm của Angkor Wat cao 65m, cao hơn bất cứ một tháp chuông nhà thờ nào ở châu Âu được xây dựng trước thế kỷ 15. Bên dưới các tòa tháp lớn là các đường hành lang dài hun hút, mát lạnh với các khối phù điêu sống động. Angkor Thom nằm cách thành phố Siem Reap 7,2 km về phía bắc. Các bức tường thành cao 8m, dài 3 km, bên ngoài là hào nước bao quanh một khu vực rộng 9 km vuông. Tường thành được xây bằng đá ong với bờ công sự trên đỉnh. Tại mỗi hướng đông, tây, nam, bắc của mỗi một cổng thành, các con đường dẫn từ các cổng thành thẳng đến đền Bayan tại trung tâm thành phố. Các nhà sử học cho rằng người Khmer đã xây dựng Angkor Wat. Theo các nhà sử học hiện nay, vua Khmer Suravaman II trị vì đế quốc Khmer từ năm 1113 đến năm 1145 được coi là người đã xây dựng đền Angkor Wat trong suốt những năm ông tại vị. Và vua Jayavarman VII, người trị vì đế quốc này giai đoạn từ năm 1181 đến năm 1215, được coi là người đã xây dựng cụm công trình Angkor Thom và đền Bayan. So với Angkor Wat, Angkor Thom bị đổ nát khá nhiều và trình độ kiến trúc cũng thua kém xa. Theo các văn vật khai quật được thì vua Jayavarman VII có khả năng là người thực sự đã xây dựng một phần đáng kể thành Angkor Thom vì kiến trúc đậm chất Phật giáo của tổ hợp công trình này, trong khi ông được ghi nhận là vị vua Khmer duy nhất theo Phật giáo. Cũng có nhiều ngôi chùa thấp được xác nhận là được vua Jayavarman VII xây dựng để tôn vinh cha mẹ, đồng thời cũng là nơi thực hiện các nghi lễ Phật giáo. Tuy nhiên, lý do vua Suryavarman II được coi là đã xây dựng Angkor Wat có lẽ chỉ vì người ta tìm thấy bức phù điêu khắc hình ông với Angkor Wat được tìm thấy trong quần thể di tích này sau khi nó được khám phá vào năm 1860. Nhưng so với sự vĩ đại, tinh xảo, phức tạp của Angkor Wat thì bức phù điêu về Suryavarman II lại quá đơn giản, nhỏ bé và mờ nhạt. Làm sao một người đã sáng tạo ra một công trình vĩ đại lại có thể lưu danh theo hình thức này? Liệu các vị vua Khmer có phải là người đã xây dựng nên Angkor Wat? Một trong những du khách phương Tây đầu tiên đến thăm ngôi đền Angkor Wat là Antoni da Maddalena, một giáo sĩ người Bồ Đào Nha. Người đã đến thăm ngôi đền vào năm 1586, kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự vĩ đại của Angkor. Antoni đã viết, đó là công trình xây dựng đặc biệt đến mức không thể miêu tả nó bằng bút mực. Đặc biệt là nó vì không giống bất cứ công trình xây dựng nào trên thế giới. Nó có các tòa tháp, các họa tiết và các đường nét tinh tế mà chỉ những thiên tài mới có thể thực hiện được. Sau khi đế chế Khmer lụi tàn, Angkor Wat dần bị lãng quên. Có năm 1860, Angkor Wat được nhà tự nhiên học và là nhà thám hiểm người Pháp Henry Malhot phát hiện ra từ bên trong khu rừng rậm. Nói về đền Angkor Wat, Malhot viết: một trong những ngôi đền này là đối thủ của Solomon, ngôi đền thờ huyền thoại trước công nguyên của Do Thái giáo, có thể chiếm một vị trí danh dự bên cạnh những tòa nhà đẹp nhất của chúng ta. Nó vĩ đại hơn bất cứ thứ gì mà Hy Lạp hay La Mã để lại cho chúng ta và thể hiện một sự tương phản đáng buồn vì tình trạng man dợ mà quốc gia này hiện đang chìm đắm. Malhot giống như những du khách phương Tây ban đầu khác,
cảm thấy khó có thể tin rằng người Khmer lại có thể đã xây dựng ngôi đền và nghĩ rằng niên đại của nó vào khoảng cùng thời đại với La Mã cổ đại. Lịch sử thực sự của Angkor Wat được ghép lại với nhau từ các bằng chứng về phong cách và đồ vật tích lũy được trong quá trình dọn dẹp và phục hồi sau đó. Không có nơi hay nhà ở thông thường hoặc các dấu vết định cư khác, bao gồm dụng cụ nấu ăn, vũ khí hoặc quần áo được tìm thấy ở các di chỉ trong Angkor Wat để chứng minh cho việc người Khmer đã xây dựng nó vào thế kỷ 13. Thay vào đó chỉ có các bằng chứng của chính các di tích. Cần phải biết rằng thời trị vì của Suryavarman II là khoảng thời gian đế quốc Khmer đã trên con đường lụi tàn. Thậm chí ông còn được coi là đã thua trận và chết trong trận chiến khi cố gắng xâm chiếm Đại Việt nước ta vào năm 1245. Và năm 1250, Vương quốc Champa cũng đã chiếm đóng Khmer trong một thời gian ngắn. Vậy rất khó để Suryavarman II có thể xây dựng Angkor Wat như các nhà sử học vẫn nhìn nhận. Lịch sử Việt Nam có ghi chép rằng để có kinh phí xây dựng Lăng Khải Định với diện tích rất khiêm tốn 5.674 m², năm 1920, vua Khải Định đã phải tăng thuế điền 30% trên cả nước và lấy số tiền đó để làm lăng. Cũng cần lưu ý rằng để xây dựng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh có diện tích chưa đến một nửa so với Angkor Wat, người Trung Quốc vào thế kỷ 15 khi đó cũng đã cần phải sử dụng đến 1 triệu công nhân, trong đó có hơn 100.000 thợ thủ công xây dựng liên tục trong 14 năm. Rất khó để có thể hình dung rằng trong thế kỷ 13, người Khmer lại có tiềm lực ngang bằng hoặc hơn so với Trung Quốc ở thế kỷ 15 để có thể xây dựng được đền Angkor Wat vĩ đại. Như vậy, có cơ sở để khẳng định rằng đền Angkor Wat không được xây dựng bởi người Khmer những năm 1100 như người ta vẫn nhìn nhận. Vậy ai là chủ nhân thực sự của Angkor Wat? Angkor Wat nằm trên một đường kinh mạch trái đất nối liền các công trình cổ đại. Vài chục năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có nhiều công trình cổ đại nổi tiếng trên trái đất đều nằm trên một đường thẳng, còn được gọi là đường lây, lây lai, chạy vòng quanh trái đất. Và không chỉ có một đường như vậy xuất hiện. Một trong những đường như vậy chạy qua đảo Phục Sinh, kim tự tháp Ai Cập, các hình vẽ trên cao nguyên Nazca ở Peru, Angkor Wat, kinh đô Persepolis của đế quốc Ba Tư cổ đại, thành phố cổ Mohenjo-daro, đền thờ thần Amon trên ốc đảo Siwa, thành phố bị thất lạc Petra, một trong 7 kỳ quan mới của thế giới cổ đại, thành phố U của nền văn minh Sumer cổ đại, vùng biển chết ở gần Địa Trung Hải, dãy núi Himalaya, sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang Trung Quốc và khu du tích được một số người nhìn nhận là lục địa Atlantic trong huyền thoại. Điều đáng kinh ngạc là đường tròn bí ẩn này đã liên kết các địa danh này trong một khoảng sai số không vượt quá 1 phần 10 của một độ vĩ độ, với tâm vòng tròn đặt ở miền đông nam của bang Alaska, Mỹ. Ngày nay, nhiều người gọi những đường lây này là kinh mạch của trái đất vì nó chạy qua những công trình cổ đại có kiến trúc phi thường và vô cùng bí ẩn. Rốt cuộc thì ai mới thực sự xây dựng nên Angkor Wat? Hẳn đến lúc này bạn đọc đã rất sốt ruột muốn biết rằng ai là người thực sự xây dựng ra Angkor Wat. Nhiều người trong chúng ta đã biết rằng các công trình nằm trên đường lây có chạy qua Angkor Wat được cho là những công trình đặc biệt và không thể được tạo dựng bởi người cổ đại trong nền văn minh 5.000 năm lần này của chúng ta. Ví dụ như hình vẽ trên cao nguyên Nazca ở Peru, các tượng đá trên đảo Phục Sinh, thành phố U của người Sumer. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng kim tự tháp và tượng nhân sư trên cao nguyên Giza, Ai Cập có dấu hiệu bị ngập nước trong nước biển hàng ngàn năm với các biểu hiện sói mòn của nước biển. Dẫn đến giả thuyết các công trình này hẳn phải được xây dựng lâu hơn 2.500 năm trước công nguyên rất nhiều. Ngoài ra, so với ba đại kim tự tháp trên cao nguyên Giza có chiều cao hơn 100 m và kiến trúc rất bền vững, các kim tự tháp khác ở Ai Cập thấp hơn rất nhiều, có kiến trúc xấu hơn, rất không bền vững và cũng không có dấu hiệu bị ngập trong nước biển. Điều này đã dẫn đến lý giải rằng ba đại kim tự tháp được xây dựng bởi nền văn minh tiền sử có trước nền văn minh 5.000 năm lần này của nhân loại chúng ta. Có các kim tự tháp nhỏ hơn thực sự được người Ai Cập trong nền văn minh lần này của chúng ta mô phỏng và xây theo. Điều này đã gây lẫn lộn cho người đời sau về xuất xứ thực sự của các kim tự tháp. Đến giờ, chắc các bạn cũng có thể hình dung được rằng rất có thể Angkor Wat đã được xây dựng bởi những người thuộc nền văn minh tiền sử, không phải bởi đế quốc Khmer vào thế kỷ 13. Nhưng liệu có những chứng cứ đáng tin nào cho nhận định này hay không? Câu trả lời là có, và nó ở ngay dưới đây. Vào năm 2007, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế sử dụng ảnh vệ tinh và các kỹ thuật hiện đại khác đã kết luận rằng quần thể Angkor là trung tâm của một thành phố tiền công nghiệp lớn nhất thế giới. Thành phố này có một hệ thống cơ sở hạ tầng phức tạp kết nối một khu đô thị rộng từ 1.000 đến 3.000 km² tới những ngôi đền nổi tiếng ở trung tâm của thành phố. Thành phố này được coi là một thành phố thủy lục vì có một mạng lưới quản lý nước phức tạp được sử dụng để ổn định, lưu trữ và phân tán nước một cách có hệ thống nhằm phục vụ sản xuất và sinh sống của lượng dân số từ 750.000 đến 1 triệu người. Nếu thành phố này thực sự tồn tại vào những năm 1100 và bị lụi tàn sau khi đế quốc Khmer bị xóa sổ vào năm 1431 và nó đủ sức xây dựng được Angkor Wat, thì văn minh của người Khmer hẳn sẽ được lưu truyền đến ngày nay
vì khi đó chắc chắn Khmer là nước hùng cường và văn minh nhất thế giới. Nhưng rõ ràng lịch sử thế giới của chúng ta không biết đến điều này. Như vậy chỉ có thể khẳng định rằng thành phố tiền công nghiệp có chứa Angkor Wat là một thành phố tiền sử. Hay ta có thể nhận định rằng Angkor Wat là một công trình xây dựng bởi người tiền sử, những người xuất hiện trước nền văn minh 5.000 năm lần này của chúng ta. Rất có thể một phần của Angkor Thom cũng là các công trình tiền sử, với các vị vua Khmer xây dựng các công trình mới của Angkor Thom có chất lượng và độ bền kém hơn, đã khiến cho người đời sau không thể phân biệt được đâu là sự thật. Điều này cũng tương tự như trường hợp kim tự tháp ở Ai Cập. Lịch sử nhân loại chứa đựng bao điều bí ẩn và hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con người hiện đại. Có lẽ chúng ta cần phải thoát khỏi lối tư duy cố hữu, những định kiến và những điều được học trong sách vở. Có như vậy ta mới có thể nhận thức và lý giải một cách rõ ràng và chính xác về nguồn gốc thực sự của những công trình như Angkor Wat. Những bằng chứng khẳng định Angkor Wat được xây bởi người tiền sử. Rất nhiều người Việt đã từng sửng sốt trước sự vĩ đại của Angkor Wat khi tham quan ngôi đền này ở Campuchia. Nhưng họ sẽ còn sửng sốt hơn nhiều nếu biết về nguồn gốc bí hiểm của công trình này. Angkor Wat được UNESCO đánh giá là một công trình tôn giáo lớn nhất thế giới. Biểu tượng của nó được in trên lá cờ của đất nước Campuchia xinh đẹp. Trong phần trước của video, trong đó giả thuyết Angkor Wat không được xây dựng bởi người Campuchia vào thế kỷ 12, mà được xây dựng bởi một nền văn minh tiền sử dựa trên các ghi chép và phát hiện của các nhà khảo cổ học. Nhận định này có thể khiến nhiều người không đồng tình. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây của ông Pravin Mohan, một blogger và nhà khảo cổ học nghiệp dư người Ấn Độ, người đã mang đến những bằng chứng không thể chối cãi rằng Angkor Wat thực sự không được xây bởi người Campuchia 900 năm trước. Không thể xây dựng Angkor Wat trong 37 năm bằng công nghệ 900 năm trước. Ông Pravin Mohan tính toán rằng để xây dựng Angkor Wat có diện tích 1,6 triệu mét vuông, các nhà xây dựng đã phải sử dụng ít nhất 10 triệu mét khối đá. Giả thuyết, vua Khmer Suryavarman II là người đã xây dựng Angkor Wat trong 37 năm. Giả sử những người công nhân liên tục làm việc từ sáng đến tối trong 12 giờ đồng hồ, thì tổng thời gian xây dựng trong 37 năm bằng 37 x 365 x 12 x 60 bằng 9.723.600 phút. Vậy khối lượng đá để những người thợ xây cần để khai thác, vận chuyển, xây dựng trong vòng 1 phút bằng 10 triệu chia cho 9.723.600 phút, tương đương 1 tấn trên 1 phút. Mỏ đá tại Phnom Kulen, cách Angkor Wat 80 km được coi là nơi cung cấp đá chính cho công trình. Có thể dễ dàng nhận ra rằng việc khai thác, vận chuyển đá qua quãng đường 80 km, gia công, gọt, đẽo, lắp ghép 1 tấn đá trong vòng 1 phút để xây lên Angkor Wat là điều không thể làm được với các kỹ thuật thô sơ của Campuchia 900 năm trước, kể cả với công nghệ hiện nay. Giả sử vua Suryavarman II có huy động được 1.000 nhóm thợ để có thể làm việc tại công trường và khu mỏ đá đồng thời, khi đó thời gian để làm tất cả các công việc được tạm tính là sẽ tăng lên từ 1 phút thành 10.000 phút, tương đương 17 giờ. Thì khả năng hoàn thành tất cả các công việc bao gồm khai thác, vận chuyển, gia công, gọt, đẽo, lắp ghép 1 tấn đá trong vòng 17 giờ cũng không khả thi với trình độ công nghệ thô sơ của Campuchia 900 năm trước. Các công trình thể hiện trình độ khác nhau. Trong quần thể Angkor Wat, có nhiều bức tượng Phật được hậu duệ của vua Suryavarman II đưa vào thay thế cho các bức tượng thần trong đạo Hindu của chính ông. Khoảng cách giữa thời gian của vua Suryavarman II và hậu duệ của ông chỉ là vài chục năm, nhưng có sự tương phản rất lớn giữa các bức tượng này. Cụ thể, ảnh dưới bên phải mô tả hình tượng một vị thần được tạc trên một cột đá. Hình tạc được nối bởi hai khối đá đã độc lập, nhưng nó được tạc rất đẹp, nhẵn nhụi và khớp nối giữa hai khối đá được làm rất khéo léo và khó phát hiện ra. Bên trái là hình của một bức tượng Phật được tạc bởi hậu duệ của vua Suryavarman II. Có thể thấy các khớp nối giữa các khối đá vô cùng gồ ghề và sộc sạch. Vì sao công nghệ chế tác giữa hai thế hệ khác nhau chỉ vài chục năm lại khác nhau một trời một vực như vậy? Ông Pravin Mohan còn phát hiện trong quần thể Angkor Wat có một tòa tháp nhỏ bằng đá được xây dựng rất xấu. Công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng và tương phản hoàn toàn về kích thước, công nghệ, kỹ thuật chế tác, độ bền và mức độ thẩm mỹ với các công trình khác ở Angkor Wat. Ông Pravin Mohan cho rằng những công trình xấu xí và kém bền vững này mới chính là sản phẩm mà người Campuchia 900 năm trước tạo ra. Người Campuchia đã sử dụng kính viễn vọng để quan sát từ 900 năm trước. Tại một công trình có chạm khắc cuộc chiến giữa thần Vishnu và thần Inra ở Angkor Wat, ông Pravin Mohan phát hiện ra một chi tiết mô tả một người phía thần Inra sử dụng một vật thể kỳ lạ để quan sát thần Vishnu. Vật thể đó được ông Pravin xác định là một kính viễn vọng với một đầu hướng về phía vật thể để quan sát và một đầu đặt gần mắt của người quan sát. Đây hoàn toàn không phải là một người đang chơi thứ nhạc cụ nào đó. Lịch sử khoa học hiện đại ghi nhận rằng kính viễn vọng được Hanlip Persei phát hiện ra vào năm 1608, cách đây 400 năm. Vậy làm sao người Campuchia có thể sử dụng chiếc kính này 900 năm trước?
Một điều kỳ lạ tương tự, ông Pavel Mohan cũng phát hiện tại ngôi đền Hoysalawara ở Ấn Độ, cũng được cho là xây dựng từ thế kỷ 12, có hình chạm khắc một trận chiến giữa hai vị thần, trong đó có một người đang sử dụng kính viễn vọng để quan sát. Điều đặc biệt hơn, ở công trình này còn có hình chạm khắc của những thứ như tên lửa chiến đấu. Hai ngôi đền đều bằng đá vĩ đại, có kiến trúc cực kỳ phức tạp ở hai đất nước khác nhau, được cho là xây dựng trong cùng một thế kỷ và cùng mô tả một vật thể được coi là phi hiện thực tại thời điểm xây dựng. Điều này mang lại một câu hỏi lớn cho giới khoa học hiện nay. Nhưng đây chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Hình chạm khắc những con thú kỳ lạ. Trên bức tường đá tại Angkor Wat, người ta đã phát hiện ra một hình chạm khắc một con voi bốn sừng. Đây là loài thú có thật trong lịch sử và đã bị tuyệt chủng 2 triệu năm trước. Một bộ xương hóa thạch của loài thú này được tìm thấy tại Sulawesi, Indonesia và đang được trưng bày tại bảo tàng quốc gia nước này. Ở một trụ đá tròn, người ta phát hiện ra hình dạng chạm khắc của một con thú khác với cái đuôi lúc nào cũng nằm ngang và có cái đầu kỳ dị gọi là linh cẩu răng, có tên tiếng Anh là Hyaenodon. Theo các nhà khoa học thì những con linh cẩu này đã tuyệt chủng 26 triệu năm. Làm thế nào mà những người thợ điêu khắc có thể nghĩ ra được những con thú đã tuyệt chủng này? Angkor Wat chứa đựng bí ẩn về thiên văn học. Hàng năm cứ vào 2 ngày điểm phân, tức khoảng ngày 20 tháng 3 và 20 tháng 9, các du khách có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú duy nhất trong năm, cảnh mặt trời lên lúc sáng 20 tháng 3 hoặc xuống lúc chiều 20 tháng 9, vào đúng vị trí đỉnh tháp cao nhất của Angkor Wat khi nhìn từ phía cổng vào của ngôi đền. Chỉ vào 2 ngày này, mặt trời mới có thể đi vào đúng vị trí đó. Người đứng ở cổng Angkor Wat có thể quan sát thấy mặt trời lên hoặc xuống đúng tại đỉnh tháp cao nhất của Angkor Wat vào ngày điểm phân Equinox. Làm sao mà những người Campuchia 900 năm trước có thể xác định được hiện tượng điểm phân và xây dựng Angkor Wat chính xác đến mức độ như thế? Điều này không thể giải thích được. Tại một công trình khác có khắc bức tranh, trong đó thần mặt trời của đạo Hindu ngồi ở giữa và 9 người đang ngồi dưới chắp tay nhìn lên ông. Điều này mô tả hệ mặt trời gồm mặt trời và 9 hành tinh lớn đang xoay quanh. Nhưng cần lưu ý rằng sao Hải Dương được phát hiện bởi nhà thiên văn học Galileo vào gần 400 năm trước, còn sao Diêm Vương thậm chí mới được phát hiện vào năm 1930. Cả hai ngôi sao này không thể được nhìn thấy bằng mắt thường nếu không có kính viễn vọng. Vậy vì sao mà những người thợ điêu khắc 900 năm trước ở Campuchia lại có thể có được những kiến thức thiên văn và kính viễn vọng để có thể quan sát được hai hành tinh mới trong hệ mặt trời này? Kết luận: nếu quả thực Angkor Wat được xây dựng vào thế kỷ 12 thì các hoa văn mô tả những con thú đã tuyệt chủng là những hình ảnh của quá khứ. Còn hình chạm khắc chứa kính viễn vọng và hệ mặt trời lại là hình ảnh của tương lai. Làm sao mà những người thợ điêu khắc ngôi đền này lại có thể biết chuyện cách họ hàng triệu năm trước và cả chuyện của hàng trăm năm sau? Liệu họ có thể là những nhà du hành vũ trụ có chiếc tàu du hành thời gian để đến tương lai và quay về quá khứ để chứng kiến tận mắt những thứ đó và thể hiện chúng trên những công trình ở đây? Và mục đích của điều đó là gì? Rõ ràng, câu hỏi về những hình chạm khắc cùng với những điểm nghi ngờ về khoảng thời gian và công nghệ, kỹ thuật cần có để xây dựng Angkor Wat khiến chúng ta, bằng lý trí của mình, có thể khẳng định rằng Angkor Wat chắc chắn không thể được xây dựng vào 900 năm trước. Nó đã được xây dựng bởi một nền văn minh tiền sử cách đây hàng triệu năm có trình độ công nghệ rất cao. Nhưng những người tin theo thuyết tiến hóa lại khẳng định rằng con người tinh khôn chỉ mới tiến hóa thành cách đây vài trăm ngàn năm và nền văn minh duy nhất này mới có cách đây không quá một vạn năm. Và điều này vẫn đang được dạy trong sách giáo khoa ở nhà trường. Có người phản biện rằng đạo Hindu, Ấn Độ giáo mới xuất hiện từ 2.000 năm trước công nguyên vì ngôi đền này xây dựng để thờ phụng các vị thần Ấn Độ giáo nên nó chỉ có thể xây dựng trong nền văn minh 5.000 năm lần này. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý rằng trên thế giới đã từng xuất hiện các tín ngưỡng và tôn giáo lặp lại nhiều lần ở nhiều nền văn minh. Ví dụ biểu tượng chữ vạn của nhà Phật đã từng xuất hiện ở rất nhiều lần ở các nền văn minh tiền sử. Vì vậy, rất có thể loại tín ngưỡng như Hindu giáo đã từng xuất hiện ở ít nhất một nền văn minh tiền sử, những người đã xây dựng lên Angkor Wat. Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về nguồn gốc của Angkor Wat? Bạn vừa xem xong video Ai mới là người thực sự xây dựng lên đền Angkor Wat? Video được sản xuất bởi Atlantic, nơi có những video thú vị và hấp dẫn nhất về những địa điểm kỳ thú trên trái đất mà chắc chắn bạn sẽ thích. Nếu video này làm bạn cảm thấy hấp dẫn, hãy like, share và đừng quên subscribe để ủng hộ team mình để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà team mình làm ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!